도서관에서 책을 빌려다가 읽었어요. Tôi đã mượn mượn sách ở thư viện rồi đã đọc, Vậy thì đọc mình đọc ở đâu đây? Có phải đọc ở thư viện không hay là đọc ở chỗ khác? À, đi, cơ ở đây á mình đã mượn sách ở thư viện nhưng mà mình đọc là mình đọc ở nơi khác chứ không phải là thư viện nha. Ở đó nó đặc biệt là chỗ đó. Tôi đã mượn sách ở thư viện và tôi đã đọc nhưng mà đọc không phải đọc ở thư viện mà là đọc ở một nơi khác. Rồi, cái nghĩa của nó là vậy. Tiếp theo, udinara umshikui mantura taka. Mantura thì mình sẽ cộng với a o taka thì mình sẽ biến thành mantoro taka, đúng không? Mantoro taka. Weguk chinguege katajoso. Những câu này có nghĩa là gì đây? Tôi làm món ăn của nước tôi. Uri nara umshikui mantura taka. Làm thức ăn, món ăn của nước tôi. Rồi, chin weguk chinguege katajoso là đã đem cho ai đây? Đem Đem cho bạn cho người nước bạn ngoài. người nước ngoài. Vậy thì hai địa điểm này nó khác nhau đúng không? Một nơi thì mình làm món ăn đó là ở một nơi rồi. Rồi cho bạn là ở một nơi khác nhau, là một nơi khác nữa. Vậy cho nên mình biết là hai địa điểm nó khác nhau. Tôi đã làm món ăn và đem cho bạn tôi. Vậy đó. Rồi, các bạn xem tiếp. Xin phơi so mùa xứ xa ta thứ đi kéo. Xin phơi so có nghĩa là gì đây? Xin phơi so mùa xứ xa ta thứ đi kéo. Đã mua cái gì để đem đi cho. Không phải. Xin phơi so mùa xứ tôi mua cái gì ở shipper rồi tôi cho bạn đây. Đang hỏi ý kiến người người nghe. Tôi mua cái gì cho bạn đây? Ở shipper tôi mua cái gì cho bạn đây? Nghe. Vậy là cho bạn là ở một nơi khác nha. Còn ở shipper là mình mua. Rồi câu tiếp theo. 저기에 있는 사전을 좀 갖다 주세요. Bạn nào giải thích được câu này đây, bạn Dũng? Dũng nói được không bạn? Nhung, Nhung. À, cũng là cô em vừa tắt mic rồi, bật lên. Ok. Nghĩa là bảo là mang cái biển ở chỗ kia đến đây cho mình được không ạ? À, đúng rồi. 저기에 있는 사전을 좀 갖다 주세요. 할때 저. Hãy mang cái cuốn từ điển ở đằng kia đem lại cho tôi, đúng không? Rồi. Câu tiếp theo mời bạn Nhung. Gabang을 묶었으니까 제가 집 같이 vì cái túi sách này nặng thì tôi có thể cầm cho bạn bạn từ từ đó đến nhà được không? Không phải sách mà là cặp ạ. Gabang이 무거우니까 về cái túi sách này nặng. Chega chip cả chip thưa tà thưa kéo tư tà đây có nghĩa là gì đây? Mang cầm Mang cầm vác. Tôi đem về nhà cho cậu đi nhé. Cái túi này nặng quá, tôi đem đến nhà cho cậu nhé. Đúng rồi. Ok. Rồi, vậy thì các bạn hiểu được cái ngữ pháp này chưa? Cái ngữ pháp a o tà ca. Nhưng mà chữ ca này mình có thể rút gọn đó là a o tà thôi ha. Rồi, bài tập ngay cái phần này. 어느 것이 맞을까요? À, như là trong cái câu này thì bạn chọn câu nào đúng nha. Câu thứ nhất, 피자를 사서 피자를 사다가 피자 가게에서 먹었어요. Rồi, các bạn chọn câu nào đây? 피자를 사서 hay là 사다가? 사서. 사서. Vì sao? Vì sao? Vì sao mình chọn xa xôi mà không chọn xa tà ca? Vì ở đây nó địa điểm nó cùng một địa điểm. Ok, đúng rồi, cùng một địa điểm. Tôi mua pizza rồi tôi đã ăn ở tiệm pizza, đúng rồi đó. Rồi câu thứ hai, 도서관에서 책을 빌려서 빌려다가 집에서 읽었어요. 빌려다가 đúng rồi. 도서관에서 책을 빌려다가 빌리다 từ nguyên thể của nó là
Hiến ly tà thì mình cộng với AO thì nó sẽ thành hiến ly do tà ca. Cô ơi, nhưng mà nghĩa Việt Nam nó là gì cô? Ly làm có nghĩa là rồi. Ly tà mượn vay mượn. Ờ, biết ly tà đó hả? Không. AO tà. Cô nghĩ mà tà ca thua. À, AO tà ca. Rồi thử. Rồi thì. Rồi thì, coi như liên tiếp một cái vị gì đó. Rồi thì ha. Rồi thì. Rồi. Thế như Yoritaka, Soritachosoyo. Vì cái nghĩ đó là cái gì cô? Nó có phải là cái ngữ pháp này không? Không, không phải. Yoritata Taka. Đây là mình không cộng với AO, cái này khác nữa. Yoritaka. Ờ. Rồi thì đang Yori Hataka. Yori Hataka Soni. Soni ta chết rồi á. Rồi đang nấu thì đang nấu ăn thì cái tay nó bị thương. Ờ đang là bị thương tay, bị thương tay. Ờ Hataka, coi như cái việc đó mình đang làm nửa chừng, lỡ dở chưa có làm hết thì có một cái hành động khác nó xảy ra. Ví dụ như là ờ hakkyo e kataka chinguru manasuyo thì có nghĩa là gì đây? Hakkyo hakkyo e kataka chinguru manasuyo. Hakkyo e kataka chinguru manasuyo như là đang đi đến trường, cái hành động đang đi đến trường nhưng mà tới trường chưa đi đến trường nha, coi như là trên đường ờ đang đi giữa trường thôi, thì gặp tình cơ gặp người bạn đó giữa đường đó. Hen. Còn cái ngữ pháp này nữa nè. Hakkyo e kataka. Hakkyo e kataka chinguru manasoyo. Vậy thì câu này nó nghĩa khác nó là gì? Manasoyo. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là cái việc đi đến trường đã hoàn thành chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là bạn đã đi đến trường rồi đó. Rồi đến trường xong rồi mới gặp bạn. Hen. Rồi bạn hiểu được cái ngữ pháp này chưa? Tất nhiên là mình chỉ cần bỏ đuôi tà ra thôi rồi mình cộng tà ca chứ không phải là AO tà ca nha. Cái ngữ pháp AO tà ca và ngữ pháp tà ca này hoàn toàn khác nhau, các bạn lưu ý. Nhưng mà cái ngữ pháp AO tà ca mình có thể rút ngắn là AO tà. Như là khạch tà chú xì ô. Không phải vậy. Sa tà chú xì ô.